thủ khoa Lý Trần Phi Vũ bị nghi lộ chuyện hẹn hò với Trạm Tỷ đạo chồng. Siêu năng nhiếp ảnh Dương Dương tiết lộ Trần Phi Vũ và hot girl kia đã ở bên nhau năm 2021 và từng nhiều lần thuê phòng ở với nhau tại Trường Sa, Hồ Nam. Ngoài ra, blogger này còn so sánh các nốt ruồi trên tai và khóe miệng của chàng trai trong ảnh rất giống Trần Phi Vũ. Hình ảnh căn phòng trong bức ảnh cũng được khá giống với phòng khách sạn ở Trường Sa. Ngay sau đó, nguồn tin từ mạng xã hội còn hé lộ danh tính cô gái trong bức ảnh, cô tên là Diệp Lâm, từng theo học trường đại học danh giá nhất Trung Quốc, Thanh Hoa. Nguồn tin còn tiết lộ Diệp Lâm đã kết hôn và người tung loạt ảnh này lên mạng chính là chồng của cô. Sau đấy, cư dân mạng còn tìm ra được ảnh cưới của cô này với chồng được đăng tải vào tháng 5 năm 2022. Phải chăng Trần Phi Vũ không phải là tiểu tam trong cuộc hôn nhân này với Trạm Tỷ Thanh Hoa này? Cũng có nguồn tin mẹ của Trần Phi Vũ, diễn viên nổi tiếng Trần Hồng đã chi liệu như dân tệ để ém vụ này đi nhưng không thành. Hiện tại, phía Trần Phi Vũ chưa đưa ra lời phản hồi nào về scandal chấn động này, mong thủ khoa Lý đúng nhận sai cãi đi, xin đừng lặng im nữa. Trần Phi Vũ sinh năm ngày 9 tháng 4 năm 2000. Anh chàng được mệnh danh là Thái tử Cbiz khi có bố là đạo diễn Trần Khải Ca và mẹ là nữ diễn viên nổi tiếng Trần Hồng. Tên tuổi của Trần Phi Vũ gắn liền với những tác phẩm được chú ý như Tương Dạ Một, Thiên Tình Chi Lộ và mới đây nhất chính là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em, hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi.